Alo, xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay mình làm cái clip để dẫn đường cho khách du lịch muốn tham quan cái lễ hội Hoa Muồng cũng giống như là đi vào thác Bầu Cạn, thác Đội Ba. Cái lễ hội Hoa Muồng sắp tới là tổ chức ngày mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 10, thứ bảy chủ nhật. Hình ảnh các bạn đang xem là tôi vừa đi qua cái ngã tư của Trần Nhật Duật và Hoàng Sa nhé. Còn tới đây là trường Châu Á Thái Bình Dương. Chúng ta đi một đoạn nữa thì tới ngã ba Vườn Mít, nhưng mà chúng ta sẽ đi thẳng tới Xã Gào các bạn nhé. Chúng ta đi vào Xã Gào. Đây là cái khúc cua của chuẩn bị tới khúc cua của ngã ba Vườn Mít đây, và chúng ta cua trái. Đây đến Ủy ban Nhân dân xã Diên Hồng rồi đó. Xin lỗi các bạn, là Ủy ban Nhân dân xã Diên Phú nhé. Nói chung là chúng ta đi vào Xã Gào. Mình chỉ các bạn cái đường này là đi hướng của Trần Nhật Duật nhé. Đi vào Xã Gào xong đi qua lễ hội. Có một con đường chính thì ở ngoài đi xuống Hàm Rồng. Và chúng ta đi đường Lê Đức Cơ và rẽ vào Chư Bờ Rông thôi, nhưng mà hôm nay tôi hướng dẫn cái đường đi nó từ Xã Gào qua sẽ gần hơn một chút cho các bạn đi xe máy, chứ còn nếu mà đi ô tô thì chúng ta nên đi đường Đức Cơ. Đây là đồi thông Gia Kênh nha các bạn. Đồi thông Gia Kênh sắp tới có cái ngã ba. Sắp tới có ngã ba các bạn để phải. Không biết vì lý do gì mà sao cái đoạn này tôi quay hơi dài. Nhưng mà thôi, dài không được, cảnh nó đẹp. Đây là cái vườn mít của Hoàng Anh Gia Lai đây các bạn. Và tới là cái ngã tư của đường Hồ Chí Minh mới. Chúng ta đi thẳng nhé. Đây là đường đi băng qua Xã Gào để tới thôn Tây Hồ. Còn các bạn mà đi đường Đức Cơ á, đi vào Chư Bờ Rông thì ở bên đó có cờ hoa rồi tất cả người ta dẫn đường. Các bạn đi cứ thấy cờ nó dẫn đi, nó chỉ hướng vào trong cái khu vực lễ hội. Đây là làng C của Xã Gào các bạn nhé. Đã tới làng C của Xã Gào rồi. Đây chúng ta chuẩn bị rẽ trái. Rẽ trái vào. Và chúng ta đi thẳng. Đi thẳng thấy tới một cái ngã ba là nó có cái bảng chỉ dẫn vô thôn Tây Hồ luôn rồi. Đoạn này là các bạn đi thẳng và nó sẽ gặp một cái ngã ba dẫn các bạn vào thôn Tây Hồ, khu vực tổ chức lễ hội tại thôn Tây Hồ đấy.
Và nếu mà các bạn đi muốn đi thăm thác đội 3 hoặc là hay còn gọi là thác Chư Bờ Rông á, thì các bạn sẽ đi tiếp, đi qua khu vực lễ hội luôn. Mùa này hoa mùng vàng đã nở rồi đó các bạn. Đây các bạn xem. Hình như đoạn này tôi có cài âm thanh, tôi đặt âm thanh lên chưa không biết. Đây tới vị trí này các bạn sẽ thấy cái cổng thôn Tây Hồ luôn đây. Vừa mới được khang trang lại để chuẩn bị đón lễ hội. Có lẽ lễ hội sắp tới là cái khu vực này là cũng có để gửi xe đó các bạn. Còn chúng ta sẽ đi bộ vào thôi. Còn có gửi xe thì gửi xe ở sân ngoài. Tôi có nghe thông báo của ban tổ chức thì cái khu vực đây là dành cho đi bộ, xe có thể gửi ở ngoài rồi, ở ngoài đường chính. Đây đây là khuôn viên của lễ hội nhé. Cái đoạn này thì tôi có ghi âm, tôi giới thiệu. Ồ, tính ra cũng đẹp đấy chứ, cái view là đẹp lắm á. Ở người ta có thể đi chơi bên kia được kìa. Đây mọi người xem cái cảnh view của ban tổ chức cũng đang cắm cờ đây. Đây là hôm bữa này em về là mấy chỗ kia là cái IC nó chìa xuống nó đẹp hơn. Giờ nó phá chặt nó là nó không được đẹp. Nhưng mà ở bên kia là của đất của dân hả? Không, của nông trường chè chứ. Đây này chuẩn bị đây nó thuê cano rồi dịp về đi qua luôn. À đi qua luôn. Dạ nó thuê mà. Vậy được đó hả? Cái đường này đang làm là chuẩn bị là chưa, nhưng mà chưa đi thông hả? Chưa thông hả? Không biết nó có làm không biết, còn mấy ngày nữa đó. Làm không kịp. Bên nói chung là cái view này là cái sân để tổ chức lễ hội thôi. Đó, cái sân để tập trung tổ chức lễ hội thôi. Chứ còn nếu mà để thăm cảnh mà đẹp mà chụp ảnh selfie là phải đi qua bên kia. Chưa vô lễ hội đã tới bên kia rồi. Đã dừng lại bên kia mà với selfie kìa. Bây giờ hoa muồng cũng lác đác lên rồi kìa. Thôi chúng ta ra đây một tí đã. Đây là đến giáp hồ rồi đây. Và hình ảnh sau đây là các bạn sẽ xem cung đường mà từ Hàm Rồng đi vào. Đến Hàm Rồng đi vào thì đến ngã ba Chư Bờ Rông. Các bạn sẽ đi thẳng. Đi thẳng qua cái cây xăng đây. Qua cây xăng. Từ ngã ba Chư Bờ Rông mà đi thẳng lên cái đoạn khoảng 2 cây số. 2 cây số. Qua cây xăng đây và đến cái đoạn ngã ba rẽ phải. Ngã ba rẽ phải có cái cây to to bên đường này bên phải đây. Đấy. Các bạn rẽ vào. Các bạn rẽ vào đi khoảng một cây số nữa. Hơn một cây số nữa. Hai bên đường thì có các cờ phướn dẫn đường cho vào lễ hội. Đây, và tiếp theo đến ngã ba thì ngã ba nó có cái bảng là thôn Tây Hồ. Các bạn rẽ trái vào và đi thẳng là sẽ gặp cái đoạn clip trước mà mình có quay rồi.
chúc các bạn tìm thấy đường và có một chuyến đi thật vui vẻ nhé. Gia Đại Phút xin chào quý vị và các bạn.